Lan Anh. Dạ vâng. Nói trước cho cô biết đấy, quán cà phê này không phải là một quán cà phê tầm thường, phục vụ toàn là khách hàng cao cấp đấy, yêu cầu nhân viên rất cao. Cô có làm được không? Dạ có, anh cứ tin ở em. Tốt. Việc đầu tiên cô cần làm ấy là vượt qua bài kiểm tra của tôi. Cô sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Cô nghe này, phục vụ khách hàng tầm cỡ ấy là bước đi không được tầm thường. Bây giờ tôi bước đi mẫu, cô bước đi theo tôi nhá. Dạ vâng. 1, 2, 3, 4. Đi, bước đi đi xem nào. Ui giời ơi, đi như thế thì hỏng hết. Lắc không lắc mông mạnh lên. Ui giời, người thì xinh xắn mà bước đi cũng không biết bước đi thế à. Ui giời, cô nhảy đi, nhảy đi tôi xem nào. Như này này. Tăng 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 tăng. Ôi, người gì đâu mà đẹp trai thế. Cô không sao chứ? Anh kiếm anh. Đừng có trẻ con nữa đi. Đi vào trong, lấy tô cốc cà phê đen ra đây. Nhanh lên, tôi đi gặp đối tác đấy. Lúc nào cũng thế. Cô mau đứng lên vào lấy cốc cà phê đen cho khách hàng mang về đi. Người gì đâu mà thô lỗ. Là bông. Nhân viên mới đây à? Đúng rồi. Cô là nhân viên mới. Cũng dễ thương đấy. Nhưng mà không được điệu đà cho lắm. Tôi đang tìm cách dạy dỗ thêm. Ừ, được rồi. Nhanh lên nhá. Tôi chờ đấy. Dạ, tôi xin lỗi ạ. Tôi quên mất là hôm nay có buổi họp quan trọng với chủ tịch công ty đối tác ạ. Dạ, dạ vâng, tôi qua luôn đây ạ. Cho tôi ly cà phê đen nhá. Của quý khách đây ạ. Nhanh thế. À, không phải ạ. Đây là ly nước của anh ấy. Còn của cô thì tôi đang làm ạ. À, anh này, tôi xin lỗi. Nhưng mà tôi đang có một buổi họp gấp. Anh có thể nhường cho tôi ly nước này được không? Tôi sẽ trả tiền cả hai. Không được đâu. Tôi còn có buổi họp nữa mà. Vậy ly nước kia làm trong bao lâu? Từ 2 đến 3 phút ạ. Đấy, chỉ mất có vài phút thôi mà. Anh giúp tôi đi nhá. Thôi được rồi, tôi nhường cô. May quá. Này, cầm lấy. Này cô kia, nhặt lấy tiền rồi đưa cho cô ấy đi. Anh sao vậy? Cô ta chỉ là phục vụ thôi mà. Không sao đâu anh. Phục vụ thì sao chứ? Phục vụ thì cô được cách cư xử như thế à? Sao cô ăn mặc trông thì sang trọng mà cách cư xử thì không giống vẻ bề ngoài một chút nào thế? Ý anh là sao vậy? Này, anh là đàn ông, nói lời phải giữ lấy lời chứ, đưa cốc nước đây. Ý của tôi ấy là cô vô học đấy, cư xử thấp kém. Nếu như cô không nhận tiền lên mà đưa cho cô ấy thì tôi sẽ không nhường cô bất cứ thứ gì đâu, kể cả là một cái ống hút. Cái gì? Tôi không thèm nhá. Bảo tôi hạ mình với con danh này á? Mơ đi, anh không nhường thì tôi không cần. Ok, cầm lấy tiền, đi lấy cho tôi cốc nước khác. Dạ vâng. Sỉ nhục người khác không làm gia tăng giá trị bản thân mình lên đâu, chỉ làm cho nhân phẩm của mình thấp đi thôi. Đúng là sĩ diện. Tao cứ thích chửi nó đây làm sao. Khi nào mày hơn tao đi rồi hãng nói nhá. Linh ơi là Linh, hôm nay có buổi họp quan trọng với công ty đối tác mà giờ cô mới đến đây à? Em đến sớm mà, tại vì đang đi giữa đường bị kẹt xe. Cô còn nói dối đấy à? Hả? Nên nhớ nhá, nhà tôi với nhà cô chung đường đấy. Tôi đi sớm được, cô thì không là sao? Tay cầm cái gì đây? Dạ, là cà phê ạ. Tắc đường mà còn rảnh rỗi thời gian để mua cà phê cơ à? Cũng tắc đường phết đấy. Này, tôi nói cô nghe nhá. Nếu như cô không ký được hợp đồng này với công ty SVM ấy thì tự xin nghỉ việc đi.
giờ thì đứng ngoài này đợi chủ tịch công ty FM đến rồi mở vào trong kia, nhớ chưa? Dạ vâng ạ. Này, lại là anh đấy à? Anh đến đây làm gì? Tôi đến vì công việc thôi. Thế cô là gì ở đây? Trông giữ cửa? Mời anh đi về khi tôi còn đang nói chuyện lịch sự. Ở đây không tiếp đón anh nhá. Lần đầu tiên tôi thấy một người giữ cửa mà lại đuổi khách mời đấy. Cô mau tránh ra đi, tôi còn vào họp. Khoan đã. Này, nhìn cái mặt anh ấy trông giống như kiểu sinh viên vừa mới tốt nghiệp, vậy mà định lừa tôi đến đây để họp á? Chắc là đến đây để phỏng vấn chứ gì. Mời cô nói tiếp. Nếu mà như vậy thì mời anh ra về, công ty của chúng tôi không hoan nghênh. Thú vị thật đấy. Cô là ai? Tên tuổi là gì mà lại dám đuổi tôi như vậy? Tôi là giám đốc. Sao? Sợ rồi chứ gì? Mỗi năm ấy, công ty của chúng tôi đều tiếp đón những cái đứa sinh viên không biết trời cao đất dày gì như anh đến đây để phỏng vấn đấy. Nhưng mà đáng tiếc thay, anh lại gặp phải tôi. Bị loại ngay từ vòng gửi xe rồi nhá. Không biết là tôi xui hay là cô xui, nhưng nếu như công ty mà có lòng tiếp khách như thế này ấy, thì thôi, cô đừng trách tôi nhá. Sao mà anh phiền quá vậy? Mời anh về. Xui xẻo thật đấy. Tự dưng gặp phải anh ta, chán chết đi được. Mà sao chủ tịch lâu thế nhở? Lan Anh, em đang ngồi thơ thẩn cái gì đấy? Nhớ ai bồi hồi, bồi hồi. Nhớ ai, ai nhớ. Bây giờ nhớ ai? À, nhớ ai như nhớ thuốc lào. Đã chôn điếu xuống, lại đào điếu lên. Nhớ ai bồi hồi, bồi hồi. Nhớ đêm quên ngủ, nhớ ngày quên ăn. Quên ăn thì mà quên ăn. Em còn ngồi đấy, tôi trừ tiền lương. Ôi giời, cái anh này nữa. Đang ngâm thơ hay như thế, thế mà anh buông cái câu mà ngang phè phè ra ấy, đứt mạch cảm xúc của em rồi. Đang trong giờ làm việc ấy, em là nhân viên, làm thì không lo làm, ngồi đấy mà thơ với thật. Thì bây giờ đang dần nghỉ trưa, làm gì có khách gì đâu. Anh cho em nghỉ ngơi một tí. Mà Lan Anh này. Dạ. Anh nghe nói em định nộp hồ sơ vào công ty FVM đúng không? Xem biết. Anh nhìn thấy bộ hồ sơ của em rồi. Nếu em thực sự muốn xin vào đấy thì anh sẽ giúp đỡ em. Thật thế ạ? Cảm ơn anh nhé. Cô cũng đọc cuốn này à? Ôi trời, giật hết cả mình. Anh làm cái gì đấy? Anh là người hay là ma mà cứ đứng sau lưng tôi vậy? Này, anh vô duyên đấy. Anh đừng tưởng anh là khách hàng thì anh muốn làm gì thì làm nhá. Không phải đâu. Tại tôi cũng thích quyển này, cho nên là tôi hơi tò mò một chút thôi. Anh cũng đọc sách à? Tôi tưởng anh bận rộn, không có nhiều thời gian đọc sách chứ. Bận nhưng mà sở thích là thích đọc sách thì cũng có sao đâu. Nó có tên là gì đấy? Đi uống cà phê một tháng trời rồi, bây giờ mới hỏi tên người ta. Tôi là Lan Anh, còn anh? Tôi là Kiếm Anh, rất vui được gặp cô. Dạ, chủ tịch Kiếm Anh ạ. Tôi thật lòng xin lỗi anh vì chuyện hôm trước. Mong anh thứ lỗi cho chuyện hợp tác của chúng ta. Chuyện hợp tác không cần bàn nữa. Thái độ của giám đốc công ty anh rất tệ, không có một chút thiện chí nào cả. Cho nên tôi không muốn phí thời gian nói chuyện nữa. Chào anh. Chủ tịch, chủ tịch. Cô làm cái quái gì vậy hả Linh? Đầu của cô ấy toàn đất với cát thôi à? Cứ việc tiếp đón chủ tịch thôi mà làm không được. Cô biết không, tôi vừa gọi cho anh ta thì bị chửi xối xả đấy.
oan cho em quá. Rõ ràng là hôm đấy em đứng đợi có thấy chủ tịch nào đâu ạ. Sao lại đổ lỗi cho em ạ? Hay là công ty đối thủ ca anh người tới trên điểm chúng ta? Đúng rồi đấy ạ. Chứ làm sao mà em lại cư xử kiểu đó được ạ? Anh có đổ lỗi cho em thì cũng phải có bằng chứng chứ ạ. Hơn nữa em làm việc lâu năm ở đây như thế rồi, làm sao mà em làm như thế được? Thôi được rồi, lần này tôi tạm tha cho cô. Còn bây giờ nhé, sang ngay công ty FVM gặp ngay chủ tịch của người ta, xin lỗi hay thuyết phục gì đó thì cô làm ngay đi. Lần này mà không thành công ấy, đừng trách tôi ác đấy. Dạ vâng ạ, anh cứ tin ở em nhất định sẽ làm được. Cô lại ở đây. Chào chị, em đến đây để phỏng vấn ạ. Chị là... Hôm trước nó và thằng kia dám gây chuyện với mình, giờ muốn xin được việc á, không dễ đâu con ạ. Đưa hồ sơ đây tôi xem. Dạ đây ạ. Với cái đống hồ sơ này mà cô định vào công ty này làm việc á? Cô mơ mộng quá hay là cắn thuốc ảo giác vậy? Dạ không ạ. Em đã đọc qua thông tin ứng tuyển của công ty và thấy mình khá phù hợp với công ty ạ. Cho nên là em đã đăng ký tham gia ứng tuyển. Cũng may là ngày hôm nay công ty đã hẹn em đến đây để phỏng vấn ạ. Còn chị là... Là giám đốc. Chào giám đốc. Nhưng mà chỉ là giám đốc của công ty đối tác thôi. Dạ vâng. Nhưng cô cứ yên tâm, tôi có quen biết với giám đốc công ty này, vậy nên là cái việc cô có trúng tuyển hay không ấy cũng phụ thuộc vào tôi đấy. Dạ. Cút đi. Chị nói sao ạ? Tôi bảo là cô cút đi đấy. Cô nghĩ sao khi gây chuyện với tôi mà tôi lại để cho cô vào công ty này làm việc vậy? Cái loại phục vụ như cô ấy không xứng đáng để ở đây nhá. Chị nói sao đây ạ? Em đến đây là để phỏng vấn công việc mà. Đọc đi. Đọc để biết vị trí của mình ở đâu. Tôi ngồi được vào vị trí này là vì năng lực của tôi hơn cô. Còn cái loại phục vụ như cô ấy không bao giờ xứng đáng ở đây, biết chưa? Dựa vào đâu mà chị có thể đuổi em như thế chứ? Cái chuyện ngày hôm trước ấy không phải là lỗi của em cơ mà. Chị không thể nào bỏ qua cái lỗi đó mà cho em làm việc ở công ty được à? Này cô gái, cô có bao giờ thấy những cái thứ rác rưởi được tái chế thành đồ sang trọng chưa? Không có. Cô giống như những cái thứ đó đấy, bốc mùi và rác rưởi. Chị... Những cái người hèn kém như cô ấy, có vào công ty tôi làm trâu làm ngựa đi chăng nữa cũng không xứng đáng đâu. Cô tưởng là cô mang cái tấm bằng đại học giỏi này ra mà tôi sẽ đồng ý cho cô làm á? Mơ đi, nhá. Em xin chị đấy, chị cho em một cơ hội đi. Chị chỉ cần cho em qua vòng phỏng vấn thôi. Tùy cô thôi. Tôi sẽ nói với giám đốc công ty này là đuổi cô đi. Nếu như không muốn mất mặt ấy thì đừng có ngồi ở đây nữa. Để xem là lời nói của tôi với cô ai hơn ai. Em không đi. Em sẽ ngồi đây chờ. Lan Anh, sao em về trễ thế? Buổi phỏng vấn sao rồi? Anh Đức ơi, em không được phỏng vấn rồi. Sao lại thế? Em xin lỗi, nhưng mà em bị trượt phỏng vấn rồi. Thôi nín đi, em đã làm rất tốt rồi, đừng khóc nữa. Không sao đâu.
Sao cơ? Cậu bảo là Lan Anh đến công ty tôi để phỏng vấn, xong rồi bị đuổi về á? Phải. Nghe nói con bé đến và gặp giám đốc của công ty đối tác. Cô ta nói chuyện kiểu gì mà không ai đến phỏng vấn, khiến con bé phải ngồi đợi cả buổi. Ai nhỉ? Sáng nay làm gì có ai đâu. À, chỉ có một công ty Vivu thôi. Hình như chính là cô gái đã tranh giành cà phê với cậu hôm trước. Cô gái? Cái cô đấy tên là Linh đúng không nhỉ? Thôi được rồi, thế này đi. Cậu cứ bảo với Lan Anh là đến công ty tôi, tôi sẽ đích thân phỏng vấn trực tiếp cô ấy luôn. Vậy cảm ơn cậu nhé. Sao lại lâu thế không biết được? Chủ tịch công ty này là người như thế nào mà cứ để khách đợi lâu vậy? Dạ, alo anh Toàn ạ. Em đang ở công ty FVM rồi ạ. Nhưng mà chủ tịch công ty này có việc bận, cho nên vẫn chưa đến được ạ. Dạ, anh đến đây rồi ạ. Dạ, dạ, vâng, vâng, em biết rồi ạ. Có mỗi cái việc còn con như thế mà cũng đến. Rách cả việc. Trời đất, lại là mày à? Tao đã đuổi mày đi rồi cơ mà, tại sao mày còn quay lại? Mày có biết đây là phòng họp dành cho khách VIP không? Tôi được chủ tịch của công ty này mời đến đây để phỏng vấn công việc. Mày bị mơ đấy à? Mày nghĩ mày là ai mà có thể gặp được chủ tịch? Đến tao là giám đốc đây còn phải đang ngồi chờ đây này. Tôi không còn biết, nhưng mà chủ tịch bảo tôi đến đây để phỏng vấn công việc. Và đây không phải là công ty của chị. Chị không có bất kỳ lý do gì có thể đuổi tôi được. Mày lì lợm thật đấy. Tao khuyên thật với mày nhá, với cái loại con gái có tí nhan sắc như mày ý, nếu như mày được gọi đến đây để phỏng vấn ý, thì chắc chắn cũng chỉ là mấy công việc hèn kém bẩn thỉu thôi. Chị nói cái kiểu gì đấy? Chị cũng là con gái, tại sao chị có thể nói những cái lời đó một cách dễ dàng như vậy? Chị không thấy bẩn miệng à? Tao chỉ đang thấy bẩn mắt khi nhìn thấy mày ở đây đấy. Mày có biết đây là cái gì không? Đây là bản hợp đồng có trị giá hàng chục tỷ đồng đấy. Đến tao còn hẹn gặp chủ tịch để ký hợp đồng còn chưa được gặp đây, huống chi là một cái con nhân viên như mày. Tôi không cần biết việc của ai, người ấy làm. Cút ngay! Tao không thể nào chấp nhận được cái việc mà ngồi cùng ghế cùng phòng với mày được nhá. Nhưng tôi đến đây để phỏng vấn công việc, và đây không phải là công ty của chị. Chị không có quyền đuổi tôi đi. Mày có đi hay không? Hay là để tao gọi bảo vệ ra đây đuổi mày? Tôi cũng đi. Bảo vệ! Bảo vệ đâu? Anh mau đuổi con ăn mày này ra khỏi phòng cho tôi. Tôi không thể nào chấp nhận được cái việc nó ở đây cùng với giám đốc công ty đối tác đâu. Tôi nghĩ là cô nên bình tĩnh và xem lại lời nói của mình đi. Là mày à? Hóa ra là mày làm bảo vệ ở đây à? Cũng khéo gớm đấy nhở. Thôi, mày mau đuổi con ăn xin này ra khỏi đây cho tao. Nhanh lên! Người phải đi đó là cô đấy. Từ khi nào mồm miệng của cô lại độc địa như vậy? Cô Lan Anh đây là được chủ tịch đích thân mời đến để phỏng vấn đấy. Này, đến tao là giám đốc còn chưa được gặp chủ tịch, nói gì đến cái con phục vụ như nó. Có gặp ý thì cũng phải gặp tao. Cô mau đi về đi, chủ tịch không muốn gặp cô đâu. Thay mặt anh này, tôi mời cô về. Này, mày là cái gì? Cái loại hèn kém như mày mà có quyền để chuyển lời chủ tịch á? Tao không cần biết. À, hay là hai đứa chúng mày thông đồng với nhau đúng không? Cô nói cái kiểu gì đấy? Ai thông đồng với ai? Hai đứa chúng mày nhá, chắc chắn là thông đồng với nhau để lừa tao, nói xấu tao trước mặt chủ tịch để tao không được ký hợp đồng đúng không? Cô suy nghĩ vào vấn gì vậy? Cô đừng đổ lỗi của mình cho người khác nữa. Đó là do cô có thái độ không hợp tác thôi. Thôi đủ rồi, tao không nói chuyện với chúng mày nữa. Tao sẽ đích thân đi gặp chủ tịch và hỏi rõ mọi chuyện. Đến lúc đấy nhá, chủ tịch sẽ đuổi việc cả hai đứa chúng mày. Linh! Anh Toàn, anh đến đúng lúc lắm. Anh xem đi, thằng bảo vệ với cả cái con phục vụ này, nó thông đồng với nhau để hại em đấy, không cho em ký hợp đồng với chủ tịch. Tôi xin lỗi ạ. Anh Toàn, sao mà anh phải xin lỗi chúng nó? Cái loại hạ tiện như chúng nó ấy, không xứng đáng nhận được lời xin lỗi. Linh, đủ rồi đấy. Tôi không hiểu tại sao tôi lại có một nhân viên như cô đấy. Cô làm giám đốc kiểu gì mà đến mặt mỗi đối tác cô cũng không biết là sao hả? Cái gì? Đối tác á? Đây là anh Kiếm Anh, chủ tịch công ty FVM đấy. Tôi lại cô. Chủ
Chủ tịch, anh không thể nào. Anh là chủ tịch à? Ừ, bình thường mà. Có gì đâu mà em phải ngạc nhiên như thế. Nếu mà như vậy thì hôm trước là tôi... Là cô đuổi tôi về. Cái gì? Cô còn làm cái trò đó đấy à Linh? Em xin lỗi. Tại vì anh ấy không nói chứ ạ. À? Là cô không hỏi thôi. Chứ còn một người làm ở đến công ty của cô ấy thì ít nhất cô nên lịch sự hỏi cho đàng hoàng chứ. Tôi xin lỗi anh ạ. Mong anh bỏ qua cho. Tôi là do tôi ngu dại, tôi không biết ạ. Cô Linh, cô vì sự ích kỷ, hiếu thắng của bản thân mà cô đã làm mất đi cô của chính mình đấy. Tôi xin lỗi, mong anh xem xét ạ. Mọi chuyện là do cô ta gây hiểu nhầm, như là tôi bị hiểu nhầm anh đấy chứ ạ. Này, cô đừng có mà vu oan giáng họa cho tôi nhá. Rõ ràng là cô gây ra hiểu nhầm giữa tôi với chủ tịch còn gì. Đổ đến tiện. Thôi đi, tự làm thì tự chịu đi. Cô từ một cốc cà phê mà gây ra bao nhiêu chuyện. Thậm chí cô còn dám liên hệ với giám đốc nhân sự của công ty tôi để hủy buổi phỏng vấn của Lan Anh. Cô có biết là chính vì cô mà giám đốc nhân sự của công ty tôi đã bị tôi đuổi việc không? Anh Toàn, tôi nể tình anh nên đã tạo mọi điều kiện để công ty chúng ta có thể hợp tác. Nhưng anh thấy đấy, nhân viên của anh đây thái độ quá tồi, thật đáng thất vọng. Hợp đồng đấy tôi không ký được đâu, xin lỗi anh. Anh Kiều Anh, tôi xin lỗi ạ. Sang phòng của anh sẽ trực tiếp phỏng vấn em. Em cảm ơn. Anh Toàn, vậy bây giờ phải làm sao ạ? Nghỉ! Vậy là em được nghỉ ạ? Anh không trách em nữa đúng không ạ? Ý tôi nói là cô nghỉ việc đi đấy. Tôi không muốn thấy mặt cô ở công ty nữa. Cô hại chết tôi rồi! Anh Toàn! Anh Toàn!